Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, con xin được chia sẻ lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Nhưng trước tiên chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ sáu lòng thương xót, cũng là lễ kính Thánh Maria Magdalena. Thánh nữ Maria Magdalena tức là một trong ít người đứng dưới chân thập giá với mẹ Maria, với Thánh Tông đồ Gioan. Thánh Magdalena cũng là người đi ra viếng mộ Chúa vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần khi trời còn tối. Bà ấy đã khóc khi thấy ngôi mộ trống, và bà cũng đã được Đức Kitô phục sinh gọi chính tên mình. Và Thánh Magdalena cũng là người đi loan báo tin mục phục sinh cho các tông đồ. Chúng ta cũng xin Thánh Magdalena giúp cho chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, yêu mến Đức Kitô phục sinh để loan báo tin mừng phục sinh cho anh chị em chúng ta. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Đây là dụ ngôn thứ hai trong 7 dụ ngôn về nước trời. Có 7 dụ ngôn về nước trời. Thứ nhất, nước trời ví như người gieo giống, gieo hạt trên rơi trên vệ đường, rồi rơi trên sỏi đá, rơi vào bụi cát, rơi vào đất tốt. Rồi hôm nay đó là nước trời ví như là một cánh đồng lúa, nhưng mà có lúa và cỏ lùng. Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn hạt cải. Dụ ngôn thứ tư là dụ ngôn viên ngọc quý. Dụ ngôn thứ năm là dụ ngôn kho báu. Dụ ngôn thứ sáu là mẻ cá. Và dụ ngôn thứ bảy là men trong bột. Tức là chúng ta có 7 dụ ngôn để nói về nước trời. Con số 7 cũng phần nào nói lên cái gì đó trọn vẹn. Đức Giêsu muốn giải thích về nước trời một cách trọn vẹn cho tất cả chúng ta. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay với dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Nước trời được ví như là một cánh đồng lúa, thế nhưng lại có cỏ lùng xuất hiện. Thế thì người đầy tớ mới nói rằng là: Ông chủ có muốn tôi nhổ sạch cỏ lùng không? Thì là ông chủ mới nói rằng là: Đừng có nhổ, kẻo rằng bật luôn cả rễ lúa, cứ để hai cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Thì đến mùa gặt thì lúa thì sẽ vào kho lẫm và cỏ lùng thì sẽ được đốt đi. Thế thì với cái dụ ngôn này cho chúng ta có 3 bài học. Bài học thứ nhất, nước trời là cả một quá trình gạn đục khơi trong một cánh đồng lúa nhưng có cỏ lùng. Vì thế mà nếu ông bà anh chị em thấy là trong giáo xứ có người tốt lẫn kẻ xấu thì chúng ta cũng vẫn thấy đấy là hình ảnh nước trời. Nếu chúng ta thấy trong giáo hội và cũng có thậm chí là linh mục tu sĩ nam nữ, cũng có những người mà chúng ta cảm thấy chưa hài lòng, thì đấy cũng là nước trời. Bởi vì chúng ta đang trên cái tiến trình mà gọi là được thanh luyện cơ mà. Thế nhưng cái điều muốn nói, con muốn nói ở đây đó là mặc dù cộng đoàn của chúng ta có người tốt, người xấu, nhưng chúng ta đang trong tiến trình để tốt hơn. Mặc dù giáo xứ của chúng ta cũng có nhiều điều không hay, đó cũng là nước trời, nhưng cái nước trời này đang trên cái hành trình tốt hơn. Mặc dù cá nhân chúng ta cũng có lúa và cỏ lùng, có những cái điều chưa tốt, thế nhưng chúng ta, Chúa cũng rất là vui lòng khi chúng ta đang từng bước để gạn đục khơi trong, để bớt đi cái xấu và tăng lên cái tốt. Đó là điều tuyệt vời. Chúng ta thấy cái hình ảnh của đứa con hoang đàng đấy, nó trở về, mặc dù thì nó trở về nó chưa phải là thánh ngay, nhưng mà nó sẽ từng bước nó sẽ tốt hơn và sẽ bớt đi những cái xấu. Đó là hình ảnh thứ nhất, nước trời là cả một quá trình gạn đục khơi trong. Khi chúng ta thấy có những cái xấu xung quanh chúng ta thì chúng ta vẫn phải tin tưởng đó là nước trời, vì là lúa và cỏ lùng. Nhưng mà từng bước thì cái tốt nó sẽ tốt hơn, cái xấu nó sẽ nhỏ đi. Rồi hình ảnh thứ hai, nếu chúng ta là người tốt như bông lúa, như cây lúa, thì chúng ta phải có khả năng sống chung với những người xấu. Con cũng thích cái ý tưởng này. Nếu chúng ta là một người tốt thì chúng ta phải có khả năng sống với những người chưa tốt. Như là cái người đệ môn đệ nói với ông chủ đó: Thầy có muốn chúng tôi nhổ sạch cỏ lùng đi không? Thì ông chủ mới nói rằng: Đừng có làm thế, kẻo bật luôn cả rễ lúa. Nếu chúng ta là những người sống tốt và chúng ta không muốn sống chung với kẻ xấu thì có lẽ là chúng ta cũng không tồn tại.
Nếu chúng ta là người tốt, giống như Chúa Giêsu là đấng tốt lành, tốt nhất này. Và Chúa Giêsu nói thẳng là tôi đến để cứu những người tội lỗi. Chúa đến sống giữa những người tội lỗi. Chúa là tốt thì Chúa có khả năng, Chúa có thể sống giữa những người tội lỗi và cứu vớt họ. Thì nếu chúng ta là người tốt thì chúng ta phải có khả năng, chúng ta có thể sống được với những người xấu và chúng ta có thể cứu giúp được họ. Đấy là ý thứ hai. Rồi ý thứ ba, mùa gặt sẽ đến. Thời giờ của Chúa sẽ đến, và khi giờ của Chúa đến thì cái tốt sẽ trọn vẹn và cái xấu sẽ bị xóa sạch. Chúng ta cũng tin tưởng với cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa từng ngày, chúng ta có cái tốt và cũng có cái xấu, chúng ta cố gắng sống tốt hơn và chúng ta cố gắng bớt đi cái xấu hơn, và chắc chắn đến ngày giờ Chúa gọi chúng ta thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta được trọn vẹn. Cái tốt sẽ được vào kho lẫm, tức là Chúa sẽ làm cho chúng ta tốt một cách trọn vẹn, và cái xấu thì với lòng thương xót của Chúa sẽ xóa sạch cho cuộc đời của chúng ta.